Vâng, kính chào tất cả các quý khách hàng của xưởng gỗ giá tận gốc Thiên Phú 2. Ngay trước mắt các quý khách hàng đây là một bộ sản phẩm mẫu nghê bảo đỉnh, hàng gỗ mun đuôi công các bác nhé. Nghê bảo đỉnh gỗ mun đuôi công. Bên em làm bộ sản phẩm này là hàng dày, hàng VIP các bác ạ. Hàng siêu VIP. Vâng, bộ sản phẩm này có điều gì đặc biệt mà gọi nó là hàng VIP thì ngay sau đây em xin đi vào thông báo thông số kỹ thuật của từng món của bộ sản phẩm các bác nhé. Xin mời các bác. Đầu tiên là chiếc đoạn dài. Đoạn dài bên em có làm kích thước là dài là 2m07, cao là 1m40 và sâu là 60 phủ bì các bác nhé. Sâu là 60 phủ bì ạ. Vâng. Em xin quay chi tiết nghê cho các bác. À, trương cho các bác xem. Trương thì trương đục nghê các bác nhé. Nghê đỉnh. Vâng, nghê thì là một linh vật rất là thiêng liêng, rất là và có ý nghĩa là ngậm vào và không nhả ra đấy các bác ạ. Nghê thì là một linh vật có ý nghĩa là ngậm vào không nhả ra. Vâng, ngậm tài lộc, ngậm tiền tài về cho gia chủ. Trương này thì bên em có đục là trương rồng các bác nhé. Trương rồng và phượng. Trương rồng và phượng đây ạ. Cực kỳ là đẹp luôn. Gỗ mun đuôi công thì là một chất liệu gỗ có đường vân cực kỳ là đẹp. Bác nào mà thích chơi vân thì phải sắm ngay cho mình một bộ nghê đỉnh gỗ mun đuôi công như thế này về cho nhà mình. Kê vào trong nhà không gian sáng, phòng khách có không gian sáng nữa thì cực kỳ là đẹp luôn ạ. Vách thì bên em có làm là vách liền các bác nhé. Vách liền ạ. Trương là trương nghê, nghê phượng và nghê rồng. Vâng, có đục phượng và rồng. Vách thì là vách liền. Vách thì gọi là tam sư vần cầu các bác nhé. Đây, vách thì có đục là tam sư vần cầu. Tay của bên em có làm là tay 12 các bác nhé. Tay 12. Đây, em quay cận cảnh những cái đường vân của gỗ mun cho các bác xem. Nhiều bác có hỏi em là nhìn trông vân nó không được thật, không biết là có phải vân vẽ không. Thì em xin cam kết với các bác là 100% vân thật, nói không với vân giả và vân vẽ các bác nhé. Nếu các bác có chứng minh được bên em có bộ sản phẩm vân vẽ thì em xin đền tiền gấp 100 lần bộ sản phẩm luôn các bác nhé. Vâng, tay của bộ sản phẩm này thì là tay nguyên khối các bác nhé. Nguyên một khối ạ, tay nguyên một khối. Đây, nguyên một khối và cũng được đục là nghê. Cũng được đục là tay nghê các bác nhé. Tay nghê. Và trên lưng của con nghê thì có cõng một đồng tiền đấy ạ. Cõng một đồng tiền. Vâng, như em đã nói là nghê thì là một linh vật ăn vào và không nhả ra đấy các bác ạ. Vâng, ăn vào và không nhả ra. Khuôn tranh bộ sản phẩm này thì bên em có làm là khuôn tranh 4 phân các bác nhá. Hàng cực kỳ là dày dặn, khuôn tranh 4 phân, ván là 2 phân. Ở dưới yếm thì bên em có đục là đục rồng và đục nghê chạy xung quanh đấy ạ. Đây, em quay cho các bác xem đục rồng và đục nghê chạy xung quanh. Cổ chỉ thì là cổ chỉ 3 tầng các bác nhá. Cổ chỉ 3 tầng, đục rồng và đục nghê chạy xung quanh. Tiếp theo là đến mặt bàn. Mặt bàn thì bên em có làm theo kích thước là 80 x 1m55 các bác nhé. Đây ạ. Mặt bàn thì bên em có làm theo kích thước là 80 x 1m55, dài là 1m55 và rộng là 80 các bác nhé. Mặt bàn của bộ sản phẩm này thì bên em có đục là đục tứ linh, long ly quy phụng, những con vật linh thiêng của trời đất. Cực kỳ là ý nghĩa, cực kỳ là ý nghĩa các bác nhé. Những con vật cực kỳ là ý nghĩa. Đây, Long ly quy phượng ạ. Bàn thì bên em cũng được làm kích thước khuôn tranh là dày là 4 phân các bác nhé. Ván là bên em làm dày 2 phân và đục là đục 6 ly các bác ạ. Đục 6 ly các bác nhé. Đục là đục 6 ly. Cực kỳ là sắc nét, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cổ chỉ thì cũng là cổ chỉ 3 tầng các bác nhé. Tiếp theo là đến chiếc ghế đơn. Ghế đơn thì bên em có làm kích thước dài là 90 phân các bác nhá, dài 90 phân. Cao là 1m40,
và sâu là 60 phủ bì. Sâu là 60 phủ bì. Vâng, trương thì cũng được đục là trương trương nghê. Đây ạ, trương nghê. Bộ sản phẩm này thì bên em có đục chạm cực kỳ là tỉ mỉ các bác nhá. Cực kỳ là tỉ mỉ. Gỗ mun đuôi công rất là đẹp sẵn rồi. Và thêm một cái lượt sơn lót này, rồi lại phủ lên một lượt sơn BUM. Sơn bóng BUM chống xước các bác nhá. Cực kỳ là bóng, cực kỳ là đẹp. Lại càng làm nổi lên những cái đường vân của gỗ mun các bác ạ. Cực kỳ là đẹp luôn nhá. Vách thì bên em có làm dày là dày 5 phân các bác nhá. Dày 5 phân và đục là đục 1 phân các bác ạ, đục 1 phân. Đục 1 phân đây. Cực kỳ là kênh bong. Cực kỳ là kênh bong. Vân của gỗ mun đưa công thì đẹp tươi rồi ạ. Tay thì bên em cũng có làm là tay nguyên khối các bác nhá. Đây. Tay nguyên khối. Vâng. Nhìn những đường xoáy mà làm bằng gỗ mun đuôi công các bác có thể thấy là cực kỳ đẹp. Đây, những cái đường xoáy của tay nghê cực kỳ đẹp và cực kỳ là quần quại luôn ạ. Bộ sản phẩm này thì không có điểm nào để chê nữa. Không có điểm nào để chê nữa các bác ạ. Chân thì em có làm là đầu lân và chân bóng các bác nhá. Đầu lân và chân bóng. Chân thì cũng được làm là chân 12 các bác nhá. Đầu lân và chân bóng ạ. Tiếp theo của bộ sản phẩm làm đôn. Đôn thì bên em có làm kích thước là 40 x 50 các bác nhá. Đôn bên em có làm kích thước là 40 x 50 ạ. Và đôn là có ngăn kéo để kéo ra kéo vào. Các bác có thể được chè và thuốc. Kéo cực kỳ dễ, cực kỳ là nhẹ nhàng. Vâng, được chè được thuốc. Bàn cũng được có ngăn kéo kéo ra kéo vào các bác nhá. Bàn cũng có ngăn kéo để kéo ra kéo vào. Cuối cùng của bộ sản phẩm là chiếc đôn con. Con con bên em có làm kích thước là 40 x 40 các bác nhá. 40 x 40 ạ. Em xin báo giá công khai bộ sản phẩm. Bên em đang bán với giá là 46.800 các bác nhá. Chỉ với 46.800 để sở hữu một bộ sản phẩm nghê bảo đỉnh gỗ mun đuôi công cực kỳ là đẹp, cực kỳ là dày dặn. Vâng, đi kèm với bộ bàn ghế thì em xin giới thiệu cho các bác một mẫu kệ tivi mõ đồng tiền. Kệ tivi mõ đồng tiền bên em đang bán với giá công khai là 11.800 kèm theo combo với bộ sản phẩm bàn ghế. Vâng, kệ tivi thì bên em có làm kích thước là dài là 2m4 các bác ạ. Dài là 2m4. Chỗ để tivi có kích thước là dài là lên đến 1m35 các bác nhé. 1m35 ạ. Rất là nhiều cánh, rất là nhiều ngăn kéo các bác nhé. Cực kỳ nhiều cánh và nhiều ngăn kéo để các bác có thể để loa này, đầu này, loa đầu và những đồ đạc vận dụng khác. Em xin báo giá công khai chiếc kệ tivi đây bên em đang bán. Chiếc kệ tivi mõ đồng tiền lồi trên bên em đang bán với giá 11.800 đi kèm với combo bộ sản phẩm bàn ghế. Bàn ghế bên em có bán với giá là 46.800, giá cực kỳ là ưu đãi và hữu nghị cho các bác. Vâng, bác nào còn có điều gì thắc mắc thì xin vui lòng liên hệ đến số điện thoại 0966 953 553 hoặc đến trực tiếp cơ sở 1 là đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 là cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Vâng, bộ sản phẩm này có điều gì được và chưa được thì em vui lòng các bác có để lại cho em một lượt like và một lượt comment để em có thể làm những bộ sản phẩm đẹp hơn như thế này các bác nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Vâng, xin chào.